Hello cả nhà nha, thì hôm nay sẽ quay cho cả nhà xem về giá xe mới nhất của dòng xe Honda Winner ha. Thì anh chị em mà đang quan tâm về không chỉ riêng về dòng Winner ha, mà tất cả các dòng xe trong cửa hàng mà đang muốn mua xe trong thời điểm hiện tại thì liên hệ ngay cho em Luyến con số hotline 0346 552 628. Khi mua xe có đặc lịch hoặc là liên hệ trước, Luyến hỗ trợ ngay 2 triệu đồng xe đi lại kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng cho cả nhà ha. À, đầu tiên là về dòng mà Winner trước thì em này là mẫu Somadem màu vàng đen ha. Đây một tem màu đỏ này, tem Special Edition này. Mẫu này thì có lên cho cả nhà về một vài móc phụ kiện như là chống nổ trước sau này, bao tay, tay thắng, oppo, đó là ba ga, là một số móc phụ kiện cơ bản của xe ha. Mức giá hiện tại thì đối với một em xe Winner bản zin thì đang hỗ trợ từ 33.900 đến 36.900 từ phiên bản ha. Trả trước chỉ cần là 4 triệu là lên xe rồi, liên hệ trước Luyến hỗ trợ ngay 2 triệu đồng xe lại nha. Trong này thì có rất là nhiều màu luôn, sơn thì cũng như Luyến 2 triệu thôi ha. Để các em xe phiên bản Repsol này, lên màu đồng cho cả nhà luôn ha. Mẫu này cũng chỉ có 38.900 thôi, là 369 cộng 2 triệu sơn nữa ha. Rồi đỏ thêm mối ta này, chạy trước chỉ cần là 4 triệu thôi là lên xe rồi ha. Rất là nhiều màu sắc đẹp cho cả nhà cùng lựa chọn luôn. Đây Luyến sẽ lướt sơ qua ha, anh chị em mà thấy quan tâm cũng như là ưng mẫu nào thì có thể nhắn tin riêng qua Zalo cho Luyến ha. Luyến hỗ trợ giá ưu đãi cũng như là có ship về tận nhà luôn ha. Đây tím titan này, cái màu xanh này Luyến thấy bữa qua lên cũng rất nhiều anh chị em hỏi luôn nè. Mức giá cũng đang hỗ trợ cho cả nhà, chạy trước có 4 triệu thôi ha. Thì làm hồ sơ thì rất là đơn giản luôn, chỉ cần duy nhất căn cước công dân là có thể lấy hồ sơ được rồi ha. Đây có màu đỏ này, rồi bạc trắng. Chứ mà về màu sơn thì Luyến có hỗ trợ sơn theo còn khách hàng, ví dụ như ngoài ra thì có thể inbox riêng qua Zalo cho Luyến ha. Ngoài ra thì có đặt lịch trước, Luyến còn hỗ trợ 2 triệu ăn xe này, và hỗ trợ thêm một combo còn tặng trị giá 3 triệu nữa. Chị em mà đang quan tâm cứ inbox qua Zalo cho Luyến để biết thêm chi tiết nhé.